Times Sparky không đủ không đủ tự tin đâu. Và quay lại trở lại với lại Agon và Brian thì mình đây là một cái deck lock bait Mega Knight Balloon à. Ui ngựa. Nhưng mà solo này thì ngựa vẫn có thể ăn được, nhưng mà đây là sân nhà. Đối với sân nhà thì ta chắc chắn là có ăn được rồi, không bao giờ phải sợ hết. Có một cái giáp hồng, có một cái giáp hồng. Họ sẽ có một cái giáp thôi. Con đi whip, con đi whip. Được một tiếng không? Hầu hết là được một tiếng. Những trận game này thường đầm hơn một tiếng. Princess đàn gang bắt rất là tốt, rất là tốt. Tuy nhiên lấy cái gì chặn đây, chặn đi, đừng để hai con. Vâng, ngựa rồi. Mình vẫn chưa hình dung được deck của Brian là deck gì đây. Có Ram, có Megana, có Meganai, Bandit. Nạp Bandit nằm xuống đi, tuy nhiên có Bandit. Thực ra là trong những cái bài này, khi mà chặn ngựa thì sử dụng Bandit với lại một với lại ba con kiến có xương kia là một lựa chọn cực kỳ hợp lý. Thằng biết giải Seward thì sẽ đánh vào tháng tuần đầu tiên của tháng 1. Vì vậy là mọi người cứ ăn chơi xả láng trước đi, sau đó sẽ quay lại chơi với lại giải này. Tại vì giải này có giải hơi lắm. Với Bridge, deck này Bridge Farm. Đúng rồi, còn thẻ cuối cùng là mình nghĩ là thẻ một con gì đấy. Chẳng nhẽ là Rocket. Thực ra, với deck của Legend thì lúc nãy các bạn cũng đã thấy rồi. Họ bằng Tesla thôi, đặt rất là ok. Dùng Poison. Nhưng mà có một điều là Poison với lại cái Tesla nó không có chết. Tại vì Tesla nó nằm ở dưới đấy, nó không chết. How to start a business. What's up man? Một cái Tesla như này khá là khó cho em gần đây. Nhưng mà họ có Ram, họ có cái giáp. Vì vậy là phải rất cẩn thận trong turn này, tại vì đằng ga có thể chết bất cứ lúc nào. Xoay preset đi, đúng rồi. Với cái Madis, các bạn có thể thấy con Madis cực kỳ là hay khi mà nó cứ gọi là nó hút vào con đấy. Ui Goblin hay quá em ơi. Nhưng mà con Mega Knight quay trở lại rồi. Có một cái giáp không? Mega Knight. Hai con Mega Knight rồi, xử lý như thế nào đây? Tận dụng ngựa đi. Mega Knight rồi, rất tốt. Điểm yếu con Mega Knight với lại con sự khác biệt giữa con Bandit và con Mega Knight đó chính là chuyện cái phi tăng tốc. Còn Bandit nó lại còn tận dụng được. Tuy nhiên con Mega Knight lại là cái chết. Các bất hợp lý trong những game đấy, trong những cái điều đấy. Họ đã xuất hiện một con Mega Knight nữa rồi. Vâng, Tesla luôn, rất là an toàn. Một hit, put đi em, put đi, không được rồi. Ngợi nhanh là vậy, tuy nhiên gặp E-Whip thì cũng sắp phạt thôi. Bây giờ xử lý như thế nào đây, đang kia. Bị giáp, chắc là bị giáp, chắc là bị giáp. Ui, Bandit, thôi xong rồi. Còn Bandit bên kia. No way. Hãy rất cẩn thận trong những tuần tiếp theo đây, lại ở đời. E-Whip bắt chặt rồi. Poison đi, Poison rồi, và một lock. Ok, easy. Oh, đủ không? Rồi. Phải nói là một trận trụ á. Thực ra nó đang bị thu hút bởi một con khác thì làm sao nó có thể bắn vào trụ, bắn vào nó được. Không bắn thùng được. Với lại thùng nó bay làm sao mà bắn được. Đó là một điều này. Vâng, xuất phát là cái Hypercurrency. Nhà lấu. Vâng. Flying Machine à? Hoàng Hải sẽ có Fireball không? Hay là một cái Poison nữa đây? Nhưng mà nếu mà để như thế này thì để cái lẩu như thế này sẽ mất rất nhiều sát thương đấy. Còn với E-Whip à? Quay Poison như thế này lỗi rồi. Goblin Speed, Goblin Hood ở bên kia nó sẽ spam là quân thôi. Vâng, một con Executioner. Một lựa chọn khá là hợp lý trong cái bài này. Nhưng mà mình nghĩ nếu mà có con support cho con Executioner thì sẽ hay hơn. Canon Cat có Tornado không? Mình nghĩ cũng không cần cho lắm.
Ôi cao đông cấp giờ có cả nai rồi. Please subscribe my channel, thì anh em có thể đăng ký kênh của mình nha. Hôm lúc nào mà làm video về miệng đánh á, ra là rất nhiều miệng đánh mà mình cũng có thể stream chia sẻ mọi người. Có thể là một ngày nào đó mình có thể làm stream mà làm talk show, mọi người có thể tham gia. Chứ còn nếu mà làm nhiều vô bà lắm, tại vì là đơn giản những cái deck, mỗi deck sẽ có một cái mẹo khác nhau. À, mình không phải là một người đánh hay, nhưng mà mình là một người lại biết mẹo của họ đánh deck nào là hay, đánh như nào. Tali không còn làm gì có việc trong cái team của Vietnam Warrior đâu. Tali không có team trong team của Vietnam Warrior nhá. Và Tali bây giờ cũng không còn là team của VN Champion nữa, tại vì là Tali đã đầu quân cho Nova rồi. Mẹ đánh game nhá. Thực ra là mình làm những kiểu những clip của đấy nó không, không có nhiều view, mà làm như vậy cũng khá là tốn thời gian. Vì vậy là mình luôn cân nhắc được là có nên làm hay không. Tại vì đơn giản là làm stream, làm YouTube nó còn phải có một cái lợi nhuận gì đấy. Và họ đặt ngay cái đặt lầu ngay trên cổng, hỗ trợ với cao đông khác. Ta lên đánh cho Nova, bởi vì là ta đi đồng quân cho Nova rồi, rất là tốt. Executioner, Tornado, chưa có Tornado rồi, chưa có Tornado, chưa có Tornado. Còn ai xuất hiện không? Rồi, đã quân đã xuất hiện rồi. Còn anh Machine. Còn ai đâu, còn ai đâu rồi. Ok, vì cái này đừng rút, đừng có một hit. Rất tốt, Flying Machine, một mình Flying Machine được không làm ăn được gì đó. Một bài khá là an toàn từ Hoàng Hải. Mỗi ngày một trận à? À, thực ra là mình có người mất. Đúng là một kiểu là mỗi ngày mình chọn một trận hay đúng không? Chọn tới chọn lui, chọn đúng trận này. Shipper đánh hơi bị hay luôn, đều thắng luôn. Một cái deck ngựa. Bây giờ là mình béo, mình nghĩ là duy gì đánh lại là OP à? Thôi xong rồi, wifi lỗi rồi. Anh em wifi lỗi rồi, bây giờ mình không để đọc comment của anh em rồi. Thôi mình nhận chay vậy. Wifi bị lỗi và bây giờ mình cần tiêm bắt wifi. Rồi Screen Barrel có cái lock không? Hãy rất cẩn thận. Hãy rất cẩn thận, có một cái lock không xử lý đằng Screen Barrel. Nó sẽ quay. Ôi, lock sớm vậy. Nó đã rơi đâu mà lock. Ui, công man. Miner. Nó vào trụ rồi. Mình sẽ kiếm một cái wifi của nhà hàng xóm này. Ui, một hit đến từ. Có giáp không? Hài quá. Họ tắt tay trong tân kia, đầu ngựa ăn được không? Rồi, ăn rồi, hay quá. Không đọc được comment bây giờ. Không biết là không nói chuyện như thế nào đâu, tại vì là kiếm được cái wifi bên nhà xóm rồi. Wifi nó yếu á. Mình đây là mình cũng không biết có thể đọc comment của anh em không. Và quay trở lại với trận đấu rồi, bắt đầu comment rồi anh em. Gắt à, gắt quá. Và quay trở lại với trận đấu thì Shipper ở bên béo và VG đánh GG. Một cái này khá là an toàn. Đúng rồi, GG đánh lock bait. Và bây giờ thì chuyển sang con Nai bằng Chrissy này rất là hay. Lag á? Lag gì? Không lag đâu, em xem stream của mình rồi. Không lag. Mình sẽ định coi là không lag em.
Ok, rất là vất vả nhưng mà Việt Nam Glory đã có thể vượt qua được cái set đầu tiên. Chúng ta cũng chờ đợi cái set Mọi người có thể like clip này ủng hộ mình khi mà 95 người xem mà mình chỉ thấy chỉ có 8 like thôi. Khá là bất hợp lý. Vâng, đến lúc là mạng lại yếu rồi. Vâng, mình béo lại xuất phát là lock bet đây. Nick Lâm Trịnh cũng là nick của Duy để boost tôi. Ăn rồi, thôi vào trận quá. Trước khi stream là bắt đầu game rồi, bắt đầu game là trận bơm với mình béo lại chơi lock thế này à? Có miner à? Có phép đồ rồi. Có phép đồ nhưng mà con IC hãy rất cẩn thận trong tuần này. Gang đâu. Vâng, một cái fireball an toàn vậy. Anh rất cẩn thận khi mà họ có một cái lock như thế này rất là khó cho preset, khó cho gank. Vì vậy khi mà mút tút thì phải cút gank với lại preset hai đường khác nhau. Và đặt ngay cầu luôn. Họ đặt một cái set là ngay cầu như thế này à? Chẳng lẽ họ lại muốn để chuyển sang cánh phải để đánh à? Một cái lock rồi, vì vậy là sẽ mở đường cho cho gank và cho miner. Dùng miner và gank, đúng rồi. Miner, đúng rồi. Sợ gì đâu mấy con bầu này. Nick Lâm Trịnh vẫn cày rồi nhưng mà đó là nick hầu hết là phần duy put hay sao? Well play. Please subscribe my channel. Anh em có thể đăng ký kênh của mình để có thể theo dõi những bước tiến của Việt Nam Glory, VN Champion và đội tuyển Việt Nam ha. Hiện tại là có hai giải thôi. Nguyên Holder, đúng rồi, rất hay, phải nói đoán khá là tốt đấy. Nhưng mà đàn Nguyên Holder sẽ bị chết này, không chết, Nguyên Holder không chết. Cool. Như vậy là đủ rồi. Infernal vs Tesla ăn trộm. Vâng, vẫn còn xong rồi, tôi xong rồi, Nguyên Holder. Holder em ơi. Vâng ra rồi, Miner đập đi. Miner đập đi, thủ đô tên này là ăn không được rồi. Rồi một cái hai bột. Rồi, ui. Họ lại chơi ngược. Thì như vậy là không đủ. Nick Frey của mình béo là Duy Duy. Và trong những cái bài này khi mà có Rolando hay là có Infernal ấy mà thủ bằng Princess thì rất là khó. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp theo với lại Hoàng Hải với lại Ryan. Đặt đặt ở giữa hay đặt như thế nào cũng phải bị đánh lạc hướng rồi. Và cần phải bảo kê, mình phải báo là ngay cái tên kia là phải dùng Fireball để giữ lại để giết con Flying Machine. Chú ở clan hiện tại đang đi du lịch. Fireball cho một cái con reset à? Mình không nghĩ là một điều hay nhưng mà chắc là sự bài khá là xấu. Làm như thế nào để búp nó lên á? Búp như thế nào? Búp về cái gì? Vâng, Hoàng Hải chơi lava à? Gì? Gì? Khó. Vâng, Tesla giật tung bành con này.
này còn bị xét đừng để nó đè chung. Hình như là mang một cái giáp thì đúng hơn, đúng rồi. Hoàng Hải là mang một cái giáp, vì vậy là không dám giết một cái xét. Dùng fireball để reset à? Mình phải nói đã từ lâu lắm rồi mình mới thấy là Hải chơi reset à, chơi lava. Ngày xưa thì như lava luôn, ngày xưa Hoàng Hải cũng có làm cái clip rồi. Còn ba con Zappy mà chơi bắn lên trời thì ai còn dùng Ewip lắm, vì Ewip là legend, nó phải khác hẳn. Zappy không bao giờ có thể bắn lên trời được. Bắn lên chờ là Zappy sẽ sắp rồi à, sẽ em hút sẽ đi nghĩa vào dĩ bản. Rồi Miner bắt reset rồi, ok. Rồi Tesla cũng nhập số 0, nhập số 0. Nói solo làm gì, nói về tính đa năng thì nói solo làm gì. Solo ví dụ như con Ewig chết bởi con bắn ghi. Ewig không ăn được mấy con cái nghe đâu. Chúng ta phải nhìn vào cái tính năng tích cực của nó, chứ không phải là nhìn được cái khả năng solo của nó. Nói về solo bắt cả ăn hết. Nói về solo mặt đất thì Mirror Horde ăn hết. Nói về Mirror Horde ăn hết. Rồi vâng, bây giờ cứ tay đi. Rồi, xong 2 điểm. Rất là tốt đấy từ Hoài. Một pha boost thành công, mình nghĩ là thành công. Tại vì là với deck của con Brian á, khi mà nước nào Shipper hôm bữa là mang cái deck ngựa khá là hay và rất là bất ngờ cho người đấy. Nó xuất phát là một knock để chặt bandit à. Là bài sợ. Bài xấu. Rồi, Becca rồi. Đánh Mota, Legend đánh Mota. Không, ba bị nát hết. Rồi, xong công bên kia. Ăn được trụ rồi. Dùng Mirror Horde để giết ăn con Becca, hay quá. Rồi, easy win rồi. Ui, Becca xử lý đi con Hawk. Ui, thôi xong rồi. Ôi giời ơi. Vừa ăn cơm xong rồi không? Welcome ông chiến thắng. Đã đặt con Golem IC lỗi quá. Hawk kích anh thì anh kích kinh rồi. Nhưng lần này mình nghĩ là Legend sẽ khó đây. Tại vì họ có hầu hết counter của deck của Legend. Vì vậy là Legend cần phải cẩn thận trong thân này nữa. Mình nghĩ là cũng khó ăn đây, vì công Mota họ sẽ là... Ui, thôi xong rồi. Zip. Xử lý được không? Một cái giáp là quá đủ cho đàn ngựa. Tiếp theo stream bao giờ mọi người cứ đăng ký, tại vì là lịch nó chưa cố định. Với việc với Cerewood thì nó chưa có lịch, còn với lại APL thì khi nào đánh mình sẽ thông báo sau. Cứ khi nào đánh là mình sẽ thông báo trên page. Lag hả? Không có lag đâu. Quá khó cho Legend. Tại vì là
gặp con nào cũng bị counter Tornado này, chắc chắn là con Tornado này rồi. Một hit không được rồi. Khó cho Legend đây. Họ sẽ có một cái fireball. Thì không. Giết được con ngựa đi xong lại nằm xuống. Rồi. Bây giờ là một ta. Evie sẽ thích nhận đấy. Bạn đi, ui bạn đi lỗ rồi. Tập bạn đi. Rồi một ta bắn rồi. Một ta bắn vào trụ đen. Ủa như thế nào đây? Tornado chưa có. Dễ. Vâng. Tornado có rồi. Mà họ sẽ phải rất là khó thi công. Họ mà không dồn được quân thì họ sẽ thua. Với Roman ấy, muốn thắng trận này là cứ phải dồn một đường. Dồn một đường và giữ lại cái Fireball ở bên kia. Hoặc là giữ lại Tornado, cái giáp với Tornado. Chứ còn đánh như thế này á, đang cái đan rồi. Xong. Win, easy win. Việt Nam Warriors có thể vào cái tiếp theo rồi. Rồi anh ạ. Nhớ subscribe để nó biết tí.